Sáng ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt được Nguyễn Thị Kim Yến, sinh năm 1991, trú tỉnh Bình Dương, bị truy nã về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, cuối năm 2021, Yến làm quản lý cho một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương do sau dịch Covid-19 thiếu các nhân viên phục vụ tiếp khách. Yến dùng mạng xã hội Facebook đăng tuyển nhân viên nữ với lời lẽ hấp dẫn, việc nhẹ lương cao. Cuối tháng 2 năm 2022, một số đối tượng đã đưa 3 nạn nhân nữ, trong đó có một người dưới 16 tuổi đến bán cho Yến. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hoàng Phong, Yến bán lại 3 nạn nhân cho Lê Thị Bích Phượng, đang làm quản lý quán karaoke Thu Ngân 2 ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, về làm tiếp viên phục vụ khách bấm bài hát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, gồm Lê Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Phong và Hoàng Văn Độ về các tội danh mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, đối tượng Yến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến sáng ngày 27 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Yến khi đang chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia.